Chào các bác đến với kênh Cái Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu có một mẫu xe đạp đua full carbon Java Ferrosi, một dòng xe đạp mà em cũng về cũng khá là nhiều và các bác rất là ưa chuộng cái dòng xe này. Cái dòng xe mang thiết kế rất là đẹp, khung full carbon và thiết kế rất là thời thượng với những cái đường cắt kim cương để cản gió để di chuyển trên đường tốt hơn, tốc độ tốt hơn và cái độ thẩm mỹ của những cái đường cắt này cũng rất là đẹp. Vẫn tông màu sơn như những chiếc trước đó là một lớp carbon trần và được phủ bóng lên, gắn logo phủ bóng lên rất là đẹp, rất là tinh tế. Khung xe thì còn tương đối là mới các bác nhé, chỉ có những cái vết xước tôi đã qua quá trình sử dụng là xe bãi nên là không thể tránh khỏi. Dây thì toàn bộ chạy âm sườn, toàn bộ dây được chạy hết âm sườn và xe được sử dụng bộ group chuyển động Shimano 105, đây là dòng 5800 11 tấn lít và 2 tầng đĩa cho xe có 22 tốc độ khác nhau. Đấy, đùi đạp trục rỗng của đề ca, đùi nguyên zin theo xe. Phanh 3 mảnh Shimano, cặp vành 700C, vành bánh 700C. Trên phần ghi đông của chiếc xe cũng được trang bị bộ tay lắc Shimano 105 giờ 5800. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 48 cm. Thì size phù hợp cho các bác đi được khoảng 1m64-65 đến 74-75 thì phù hợp. Bộ chuẩn động full Shimano 105 là một cái dòng rất là cao cấp và được rất nhiều người biết đến. Cái dòng group 105 này rất là cao cấp của dòng Shimano, 11 tầng lip, 2 đĩa cho 22 tốc độ khác nhau. Chuẩn động thì các bác nhìn trên hình rất là mượt mà. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán mức giá thì có là 16.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bạn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đưa lên kênh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.